bọn quỷ xuất hiện khắp nơi ở trong ngôi làng rồi kìa. Sao lần này nhiều quỷ quá vậy? Có lẽ bọn chúng đã theo dõi hai đứa mình trong cái cổng thế giới rồng rồi đó. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ người dân kìa, họ đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải tới giúp họ nhanh thôi. Thôi đi, nhanh lên. Ê, ai kìa? À, hai nhân vật chính cũng xuất hiện rồi hả? Ôi, ai đéo bậy cũng được đó chứ, tụi tới nộp mạng hả? Chút nữa yểm trợ ta để ta giết được chú quỷ. Chỉ cần giết được tên đó, tinh thần của bọn quỷ sẽ đi xuống. Nếu thấy chú quỷ chết, bọn chúng sẽ có thêm vài tên nhát gan chạy thôi. Các ngươi đánh không lại nên kêu thêm đồng bọn à. Miễn sao bọn ta đạt được mục đích là được rồi. Tụi bay! Tụi bay đâu? Xử nó cho tao. Dì My, chiến thôi. Tôi thấy ông hơi lạ rồi đó. Ai biết đâu tự nhiên tôi lỡ mạnh hoài quá. Được, khá lắm, khá. Nhưng mà lần này xem ngươi đỡ được như thế nào nữa. Lấy hai cái mạng chó nó cho tao. Đó, bây giờ thì đông hơn rồi đó. Cố gắng mà giết được nghe Dì My, tôi sẽ không giành nữa đâu. Lên thôi. Ông yên tâm. Dạ. Dạ. Bọn chúng đông quá Dì My. Tôi sẽ làm được, ông yên tâm. À, chết đi, lũ khốn. Trời ơi. Ơi. Ngày cuối. Dạ. Trời, mày chỉ còn vài con thôi kìa Dì My. Lên. Cố lên đi ha, tôi nghĩ ông sẽ làm được mà. Dạ. Ui. Dạ. Bọn này cũng mạnh lắm đó Dì My. Mày lão này. Yểm trợ tôi bên đây nè, còn vài con thôi. Ok được, tôi sẽ làm. Dạ. Ở đây của tôi cũng còn có vài con thôi à. Chịu động đất nè. Trời. Ê, ấy, cái con quỷ này nó bắn hoài vậy. Của tôi, hỗ trợ tôi con bạn. Mày này bắn hoài con. Lũ quái của các người đã bị bọn ta tiêu diệt hết rồi. Các người còn thì đánh với bọn ta nè, đừng có kêu lính của mình ra nữa. Đúng rồi đó. Tụi mày cũng khá lắm. Con thì dí theo hai bọn ta này. Tụi nó bỏ trốn rồi Dì My. Còn quái xuất hiện nữa. Ủa, vẫn còn quái xuất hiện kìa. Ông ở đây lo nha, tôi sẽ dí theo bọn chúng. Được, cẩn thận đó. Lũ khốn này. Dạ coi. Dạ, các ngươi đứng lại đó. Họ đó, tôi cũng khá lắm rồi. Không biết từ đâu mà bọn chúng lại trở lên mạnh tới vậy. Hai tên kia, không được bỏ trốn. Lâu quá không gặp công chúa rồng. Cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến đây. Ba mẹ của ngươi đã làm ta tốn khá là nhiều thời gian rồi đó. Lần này nhờ có ngươi mà ta đã tìm thấy nguồn năng lượng này. Ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng, coi như một lời cảm ơn. Ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe à? Chết sao? Có lẽ ta sẽ chết, nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay các người phải chết. Đến lúc khai triển kế hoạch B thôi. Hắn ta đâu rồi? Cuối cùng cũng xong rồi. Rồi, mình phải chạy lại chỗ của Dì My thôi. Nhanh lên. Hả? Họ kia rồi. Hả? Cái gì kia? Jimmy, coi chưa? Hả? Ta lỡ tay. Hiha. Đã lắm. Bước cuối cùng thôi. Cánh lửa đó. Đây chính là món quà cuối cùng ta muốn dành tặng cho ngươi đó. Thế là xong. Đi tìm cánh cổng thôi. May mà mình nhanh chóng đưa Hiha ra mép rừng để thoát được vụ nổ đó. Tại sao cậu lại hy sinh cho tôi nhiều đến thế? Các ngươi không được làm như vậy với người này. Bây giờ các ngươi phải chết. Tại sao mình lại giận dữ khi thấy Hiha bị thương? Sao lòng mình lại đau đến như vậy nhỉ? Hiha, tỉnh lại đi. Chúng ta tìm được cánh cổng rồi. Tôi cũng nhớ ra cậu rồi. Tôi nhớ ra hết rồi. Không phải cậu rất hy vọng là tôi nhớ ra cậu sao? Không phải cậu rất muốn nghe câu nói Jimmy thích Hiha sao? Jimmy thích Hiha, hãy tỉnh lại đi mà. Jimmy thích Hiha, hãy tỉnh lại đi mà. Cậu nói lại đi, lúc nãy tôi chưa có nghe rõ lắm. Hiha, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi qua cánh cổng này rồi. Có gì vỡ đâu vậy? Jimmy! Có sao? Ở bên bển lạ lắm Hiha à. Hả? Lạ lắm hả? Không. Đúng rồi. Để tôi cũng muốn qua bển coi thử quá. Rồi, để tôi thử. Ông thử đi. Được. Ý. À. Tại sao tôi không vô được? Jimmy, sao bà đi xuyên qua bển được vậy? Hình như có một cái gì đó nó chặn tôi lại á, nó không cho tôi qua. Chắc có lẽ đây là lớp phong ấn của ba mẹ tôi tạo ra, nên chỉ có một mình tôi mới có thể xuyên qua được thôi. Vậy không lẽ tôi phải dừng lại ở đây sao? Chỉ có Jimmy mới có thể qua được thôi mà. Để tôi xem thử xem có thể làm được gì không. Chào con. Có vẻ như cuối cùng con cũng đã tìm ra được cánh cổng này. Phong ấn này chỉ có gia tộc Rồng Băng mới có thể mở được thôi. Và khi con đã ở đây rồi có nghĩa là con đã muốn đi đến thế giới rồng. Để con đỡ bỡ ngỡ, ta sẽ nói thêm cho con biết về thân phận thực sự của ta và cha con. Ta là công chúa rồng băng của thế giới rồng. Ông ngoại con, đức vua rất cưng chiều ta, còn ba của con là một cận vệ trung thành bên ông ngoại. Vương quốc rồng là một thế giới rất ôn hòa và thịnh vượng. Tuy nhiên, thế lực thù địch ở đâu thì cũng có. Gia tộc rồng lửa vì biết được truyền thuyết nước mắt của rồng băng nên đã nhân một sự kiện của vương quốc. Họ đã tấn công bất ngờ gia đình chúng ta. Chuyện sau đó như thế nào thì con cũng biết rồi. Ta hy vọng rằng con đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi này. Đó là một hành trình khó khăn. Ta ước gì có thể bên cạnh con ngay lúc này. Ta ước gì có thể thấy được sự trưởng thành của con. Nhưng ta tin rằng con gái của ta có thể làm được. Cố lên con nhé. Chào con. Ủa, Jimmy, có chuyện gì vậy? Sao trông bà có vẻ buồn thế? Thì ra ba mẹ tôi đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn như vậy. Bà đã gặp ba mẹ bà hả? Jimmy sẽ trở về thế giới rồng. Tôi muốn trả thù cho cha mẹ mình và lấy những gì thuộc về mình. Nếu mà Jimmy muốn trở về thì tôi sẽ đi theo Jimmy. Chỉ cần Jimmy ở đâu thì tôi ở đó. Dù nơi đó có nguy hiểm tới mức nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh Jimmy. Nếu cậu đi theo tôi, trên con đường phía trước thật sự rất khó khăn và gian nan hơn tất cả những gì cậu đã phải trải qua ở hiện tại. Cậu đã chắc chưa? Tôi đã hứa là sẽ đi theo Jimmy cho suốt cuộc đời mà. Trời ơi, tôi nha, chưa bao giờ biết thất hứa bao giờ. Được, cảm ơn Hiha, vậy chúng ta đi thôi. Đi thôi nè.